trong lúc ẩn hoang bổ rẻ và giá sinh viên nhé. Kể cả tình trạng bụng của mình là trường kỳ lưu ý, cứ thỉnh thoảng lại mọc một đợt rất nhiều. Đỉnh điểm là hồi mình lên đại học, chẳng rõ do môi trường thay đổi hay do nguồn nước không được sạch mà mụn ẩn bùng lên vung vách hết cả mặt. Mình khám thì bác sĩ chỉ cho rất nhiều nguyên nhân bị mụn ẩn mà trước đấy mình không hề nghĩ tới, đặc biệt là khoản thức khuya với cả hay soi gương lại mụn rồi một loạt các thói quen xấu nữa. Bác sĩ dặn là hạn chế ăn đồ ngọt, sữa động vật, toàn mấy món mình hay ăn. Thật chứ nếu không tới gặp bác sĩ chắc chẳng khi nào mình hết mụn được. Bác sĩ kê cho mình nặn mụn và chiếu IPL để giảm viêm. Mình được bác sĩ kê cho hai tip Avastin và Megado dặn về bôi duy trì. Cái Avastin thì mấy ngày đầu bác sĩ kêu mình dùng tip nồng độ 0.025% trước và bảo bôi cái này nồng độ thấp cho quân trước để tránh bị kích ứng, bong da với khó chịu nhiều. Sau 3 tuần vừa nặn mụn vừa bôi thuốc thì mụn đỡ nhiều. Phải nói những buổi đầu mình nặn mụn thực sự kinh khủng. Hai chị kỹ thuật viên thay nhau nặn hết gần 3 tiếng, phải ra được mu bàn tay toàn nhân. Chỗ đó nặn toàn bằng tay thôi nhưng vẫn đau lắm, chảy cả nước mắt. Khi bôi quen cái tip 0.025% thì bác sĩ bảo bôi lên tip Avastin 0.05%. Và dù lúc đấy mình bôi cách này thôi mà vẫn bị bong da nhiều, da ửng đỏ, căng rát, khó chịu thực sự. Mình liên hệ thì bác sĩ bảo dừng vài ngày, chịu khó bôi dưỡng ẩm. Mình làm theo đợi da dễ chịu thì bôi lại và không bị sao cả. Hiện tại mình vẫn duy trì bôi 0.05% cách này và đi nặn mụn định kỳ. Thường là một tháng mình tái khám bác sĩ một lần. Chỉ tiếc là anh bác sĩ có tâm đó rồi chuyển vào Sài Gòn mở thêm cơ sở rồi. À, cái chất nô này bác sĩ bảo bôi dễ bị đầy mụn lắm. Để tránh cái này thì tốt nhất bôi nên đi nặn mụn trước, sau đó bước sau thì cũng có hiệu quả hơn là bôi trước rồi mới đi nặn. Cả những riêng mình thì cái chất nô này vừa đỡ mụn mà mặt mịn hơn hẳn, lỗ chân lông thấy cũng sạch nữa. Mà tip chất nô giá rẻ lắm. Mình mua ở chỗ bác sĩ tip Mega đủ có 130.000, còn tip Avastin thì là 170.000 thôi. Nhưng dù sao thì cái này là thuốc, mình không khuyến khích các bạn mua về tự bôi đâu nhá. Mình không quá rành cái này lắm, chỉ bôi theo hướng dẫn của bác sĩ thôi. Về thực mọi người ai bị mụn ẩn thì chịu khó bôi tiếp trên duy trì là cải thiện nhiều lắm đó, và nhớ xin đi nặn mụn nha. Chứ mụn đẩy lên mà không nặn kẻo phiên nặng hơn á, để mụn nó tự dụng thì cũng khó lắm, vì lên nhiều là ngứa, khó chịu lại rất hay cạy. Chúc mọi người sớm có làn da đẹp nha.